Thưa sư phụ, các vị thiên đế nói đây là thời gian phát xét cuối cùng. Giai đoạn ân điển của thời gian này là gì? Điều đó có nghĩa là mọi người phải ăn thuần chay trong giai đoạn ân điển này phải không? Và nếu một số người không ăn thuần chay, họ sẽ chết vì một đại dịch nào đó hoặc thảm họa và bị đọa địa ngục trừ khi họ sám hối. Sư phụ, giai đoạn ân điển đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi chỉ cầu xin thiên đàng hãy khoan dung thêm bởi vì con người họ bị đầu độc, họ đã bị dẫn lạc lối, đã bị tẩy não, đủ loại ảnh hưởng xấu từ ma vương và từ ma quỷ hung hăng. Và bây giờ họ có thể quay đầu bất cứ lúc nào, tôi sẽ sẵn sàng. Nếu họ có thể quay đầu, dĩ nhiên họ sẽ có thêm sự bảo vệ bằng cách nào đó, nhưng cũng tùy vào họ có bao nhiêu công đức nữa. Vì vậy, kết hợp điều đó với cái công đức kiếp trước của họ, lòng thành của họ lời cầu nguyện kim tốn của họ và sám hối, tất cả sẽ giúp bằng cách nào đó. Ít nhất nếu họ mắc bệnh trong đại dịch, nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ được giảm bớt. Và nếu họ chết, tôi có thể tìm cớ để giúp linh hồn họ đi lên thiên đàng. Thưa sư phụ, vậy những lời tiên tri như từ Âu Lạc Việt Nam và những nơi khác nói rằng trong thời gian phán xét cuối cùng sẽ có thảm họa, các bệnh mới và chỉ một trong mười hay 210 người đạo đức sẽ sống sót mà thôi. Điều này có đúng không sư phụ? Bởi vì chúng con có niềm tin rằng với hồng ân của sư phụ nó sẽ không tệ như vậy. Sư phụ, tôi chỉ có thể ban phước cho những ai lắng nghe, biết hợp tác. Nếu bác sĩ kê toa cho bệnh nhân và bệnh nhân không uống thuốc thì hậu quả sẽ ra sao? Quý vị có đổ lỗi cho bác sĩ là đã không cố hết sức rồi không? Đúng vậy, Quý vị không thể cái gì cũng muốn mà không cho gì hết và thậm chí quý vị cũng không cần phải cho gì cả. Chỉ đừng lấy của chúng sinh khác thôi. Đừng lấy đi sinh mạng của thú vật. Giải pháp rất đơn giản. Nếu giết hại sinh mạng thì bù lại quý vị không thể mong có sự sống. Gieo nhân nào gặt quả nấy không thể lộn xộn với luật nhân quả được. Nếu họ cứ dùng chất độc và bác sĩ bảo họ đừng dùng nữa, tối thiểu ngừng dùng chất độc thì tôi mới chữa lành quý vị được nhưng họ tiếp tục dùng chất độc thì bệnh nhân sẽ chết hoặc chịu đau đớn đừng trông mong tôi làm mọi thứ và không ai làm gì hết không có chuyện như vậy chúng ta phải công bằng với thú vật nữa chứ họ không làm gì sai cả họ đã bị hành hạ họ đã ôi trời ơi sống như trong địa ngục trước khi họ chết Quý vị thấy tất cả trên truyền hình Vô Thượng Sư và trên Netflix và tất cả bộ phim mà chúng ta quảng bá. Sao loài người chúng ta khỏe mạnh, thông minh và có lựa chọn lại đi hành hạ ai đó yếu đuối, bất lực như vậy mà lại còn muốn được khoan dung? Tôi bảo họ phải sám hối và quay đầu. Họ chỉ cần làm bấy nhiêu thôi. Tôi đâu yêu cầu gì nhiều để tôi có thể giúp họ tất nhiên tôi có thể gia trì cho những ai sám hối và hướng đến lối sống nhân từ tôi có thể gia trì bằng ân điển và từ bi của thượng đế toàn năng tôi bảo quý vị rồi rằng tôi đã giúp các linh hồn sám hối mặc dù họ phải chết để chuộc lại tội lỗi của họ tôi giúp họ nếu họ thật tâm sám hối nếu có bao giờ họ đã từng thấy ảnh của tôi hoặc video của tôi hoặc những buổi nói chuyện của tôi và có chút lòng tôn kính hoặc chút niềm tin vào tôi những người này tôi có thể giúp. Nhưng nếu họ không nghe, tiếp tục lối sống của họ, thì đừng xin tôi giúp họ nữa. Thì đừng xin tôi giúp họ nữa. Sư phụ gia trị, nhiều gia trị mà không được gì cả. Đối với những người này, nếu họ không thay đổi, thì không còn cách nào khác. Quý vị có hiểu không? Mọi người cứ hỏi tôi, quý vị và anh em đồng tu quý vị luôn luôn hỏi tôi. Sư phụ chắc hẳn gia trị và mọi điều sẽ ổn phải không ạ? À? Làm sao có thể ổn được? Còn động vật thì sao? Họ không ổn có phải không? Vậy thì đừng kỳ vọng điều gì từ tôi, hoặc từ ai hay từ thiên đàng nữa. Địa ngục là nơi duy nhất cho những loại người này, bởi vì họ nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của loài khác và hưởng thụ trên đau đớn và thống khổ của loài khác. Cứ ngồi đó ăn thịt uống rượu, hành hạ động vật và những loài khác rồi kỳ vọng tôi ban cho họ phước lành sao? Quý vị cứ hỏi loại câu hỏi này hết lần này sang lần khác. Tôi không bao giờ muốn nghe nó nữa, bởi vì đó không phải là một câu hỏi thông minh. Vậy là lạm dụng lực lượng của thiên đàng và tình thương của Thượng Đế. Trích lời của Master Thanh Hải vô thần sư trong bài giảng Những ai có thể thực sự được cứu chuộc, phần 4, vào ngày 29 tháng 7 năm 2020.